Từ lập ngày 15 tháng 10 năm 1974, tính đến nay trường ta đã trải qua 39 năm bề dày lịch sử với truyền thống hiếu học. Học sinh trường chuyên đã đạt được nhiều thành tích cao trong kỳ thi quốc gia và quốc tế. Trước hết thì mình muốn giới thiệu với mọi người đôi chút về diễn đàn HDTP. HDTP Online tiên thân là diễn đàn HDTP.net, chính thức đi vào hoạt động từ năm 2005 với thế hệ đầu tiên tham gia là các học sinh K24 cho đến K34 mới vào trường. Tại thời điểm đó, sau 8 năm hoạt động, HDTP đã thu hút hàng nghìn thành viên tham gia, trải dài từ các anh chị khoảng 10 trở về cho đến các em khoảng 42 mới vào trường.